Với sự hài hước và lạc quan, Nick Vujicic đã đem lại tiếng cười, sự hào hứng cho hơn 30.000 khán giả là những bạn học sinh, sinh viên tại sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chia sẻ về tinh thần trách nhiệm, sống có ích, có lý tưởng với bản thân, gia đình, xã hội và tổ quốc của Nick Vujicic đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của các bạn trẻ. Khán giả có những phút suy tư khi Nick Vujicic nói về lối sống buông thả, đua đòi không lành mạnh của một số bạn trẻ. Nick cũng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ phải biết vươn lên mạnh mẽ từ bùn nhơ để tỏa ngát hương thơm như bông hoa sen, hiến dâng sự tinh khiết cao đẹp cho đời và đừng bao giờ từ bỏ khát vọng.